Xin chào mừng quý vị đang theo dõi chương trình Tạp chí Ngân hàng phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, trong những số trước, chúng tôi đã đề cập đến giải pháp vay tín chấp. Mặc dù đây là giải pháp cho vay không cần tài sản đảm bảo, phù hợp với nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tuy nhiên vẫn tồn tại nhiều bất cập cũng như rủi ro tiềm ẩn. Vì vậy, trong chuyên đề tuần này, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những câu chuyện mới xoay quanh vấn đề vay tín chấp của doanh nghiệp. Vậy những rào cản còn tồn đọng đó là gì? Tất cả sẽ có trong chương trình Tạp chí Ngân hàng Vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phần 7 với chủ đề Cần đẩy mạnh cho vay tín chấp. Mở đầu chương trình, xin mời quý vị cùng đến với những ghi nhận thực tế của phóng viên VTV tại các doanh nghiệp. Là một doanh nghiệp hoạt động tích cực lâu năm trong lĩnh vực xây dựng với công việc chính là gia công, lắp ráp các sản phẩm nội thất bằng khung nhôm kính như cửa, khung cửa, vách ngăn, kính cửa, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ du lịch thương mại Dương Châu, bà Vũ Thị Thu Thảo đã có chia sẻ về những vấn đề khó khăn trong việc tiếp cận vốn. Theo bà, vay vốn bằng hình thức tài sản đảm bảo khá phức tạp về mặt hồ sơ. Bên cạnh hồ sơ tài chính yêu cầu khắt khe thì hồ sơ về tài sản cũng nhiều thủ tục phải hoàn thành và thường xuyên phải định giá đi định giá lại rất phiền phức. Bởi vậy, bà Thảo cũng từng nghĩ đến phương án vay tín chấp không tài sản đảm bảo để có thể nhẹ nhàng hơn về mặt thủ tục. Tuy nhiên, lại có vấn đề mới phát sinh gây cản trở, đó chính là lãi suất trên trời. Thực ra thì đương nhiên là vay tín chấp thì sẽ thuận tiện hơn, bởi vì là nó cũng không vướng nhiều thủ tục như tài sản bảo đảm. Bởi vì thực ra tài sản bảo đảm thì mình có rất là nhiều các thủ tục liên quan, ví dụ như là phải mang tài sản ra để bảo đảm, rồi hồ sơ liên quan đến tài sản. Còn nếu mà vay tín chấp thì thủ tục rất là đơn giản. Thực ra thì cũng có các nhân viên, chuyên viên ngân hàng có gọi điện mời tôi vay tín chấp. Tuy nhiên là khi tôi hỏi đến cái phần lãi suất ấy, thì cũng thấy là khá là cao. Mà thực sự bây giờ kinh doanh thì cái lợi nhuận nó không đạt được để mình có thể trả lãi cho cái khoản vay tín chấp như thế. Thì tôi cảm thấy nó không phù hợp nên tôi không vay. Theo bà Thảo, lãi suất vay tín chấp mà các ngân hàng tiếp cận gần gấp đôi so với hình thức vay có tài sản đảm bảo thông thường. Nếu mà như thế thì phải gấp đôi ấy, bởi vì là tay vay tài sản thế chấp thì thường là 9%, tôi vay khoảng 9%, 10% nó dao động theo từng năm. Tôi thấy chào mời cũng phải trên 20, 21, 23, nói chung là cũng tùy thuộc vào các bạn chuyên viên, trên 20 đấy. Với mức lãi suất cao như vậy, theo bà Thảo, không chỉ riêng doanh nghiệp bà mà các doanh nghiệp khác rất khó tiếp cận khi doanh thu lợi nhuận làm ra không đủ trả, bởi vậy nên giảm bớt lãi suất tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Tôi nghĩ là lên giảm lãi suất hay tín chấp thì các doanh nghiệp sẽ tiếp cận được đồng vốn dễ dàng hơn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Rất là cần những cái khoản vốn như thế, và phải hai nữa là nó linh động nữa, không cần phải giấy tờ quá phức tạp. Còn đối với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ nông nghiệp Ando, hoạt động tích cực lâu năm trong lĩnh vực thương mại nông nghiệp, chuyên cung cấp các sản phẩm như thuốc bảo vệ thực vật, phân vi sinh, hàng tiêu dùng, đã tiếp cận với việc vay tín chấp một thời gian dài, tuy nhiên vẫn gặp nhiều khó khăn trong quá trình vay vốn bằng hình thức tín chấp. Cái khó khăn mà doanh nghiệp vướng phải đây là về vốn. Rất khó tiếp và cận về vốn, vì vay vốn bây giờ phải có tài sản đảm bảo. Mà tài sản thì ví dụ như nhà mình chỉ có một cái nhà chung cư thôi, vay tới 3 tỷ rồi, 2 tỷ rưỡi rồi thì không có thể nữa. Hiện nay một số ngân hàng thì doanh nghiệp mình là chắc là cũng là một doanh nghiệp mà được vay tín chấp lớn đó. Tổng số là mình đang vay tín chấp hiện nay là được 11 tỷ. Có 3 ngân hàng là được vay 11 tỷ tiền tín chấp. Nhưng ngược lại là cái lãi suất của tín chấp nó quá lớn. 18% năm. Đó. Hoặc là thấp hơn một chút nhưng mình lại phải cộng thêm cái phí bảo hiểm nữa thì là nó cũng vào rơi vào khoảng 1,5% một năm, một tháng. Vậy là rất là lớn đối với doanh nghiệp, mà đặc biệt là doanh nghiệp nông nghiệp. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ nông nghiệp Ando, bà Tú Anh phàn nàn về mức lãi suất vay tín chấp đưa ra gần 20% của các ngân hàng thương mại là quá cao. Tuy nhiên, bà vẫn phải chấp nhận để duy trì ổn định hoạt động của công ty, cũng như bà cũng không có tài sản để thực hiện vay đối với hình thức thế chấp. Bên cạnh mức lãi suất cao, bà Tú Anh còn chia sẻ thêm về mặt hồ sơ thực hiện vay tín chấp cũng khó phức tạp và có những yêu cầu đưa ra mà doanh nghiệp không thể thực hiện được. Nếu mà nói về doanh số thì ngân hàng nào cũng muốn tiếp cận. Nhưng mà vào rồi tiếp cận rồi thì lại đều không thể tiếp cận được với vốn. Bởi vì nhiều cái yêu cầu, các cái tiêu chí của ngân hàng doanh nghiệp cũng không đáp ứng được. Mặc dù doanh số rất là lớn, 200 tỷ một năm, thực sự rất lớn. Ngoài cái doanh thu ra thì còn phải năm sau phải cao hơn năm trước. Đấy, bao nhiêu phần trăm đó. Thì thực ra thì nếu mà doanh nghiệp về mặt kinh doanh thì bao giờ cũng muốn là tăng trưởng doanh số,
Nhưng ngược lại là ví dụ như trong lĩnh vực nông nghiệp thì hoàn toàn không thể nói lên được điều đó. Theo bà Tú Anh, đặc thù kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp phải phụ thuộc vào mùa vụ, thời tiết và thiên tai nên doanh thu không thể lúc nào cũng đều đặn và tăng qua các năm theo yêu cầu của ngân hàng được. 3-4 năm nay trong các doanh nghiệp kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật rất khó khăn, bởi vì là tình hình sâu bệnh. Nói về kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật thì đúng là phải sâu bệnh nhiều thì doanh nghiệp mới bán được hàng. Thế nhưng mà ngược lại mấy năm nay là sâu bệnh hầu như rất ít là một. Thứ hai nữa là thiên tai, ảnh hưởng do thời tiết rất là nhiều. Cụ thể như vụ vừa rồi, thời tiết nắng cũng rất là nắng thì chẳng ai dám phun cả, đến người còn chẳng chịu nổi nữa, huống chi là cây trồng thì cũng không phun. Và cả tháng vừa rồi, 2 tháng vừa rồi là mưa liên miên suốt thì cũng người ta cũng chẳng phun được cái gì cả. Thế thành ra các doanh nghiệp mà kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật như chúng tôi là hầu như đều rơi vào cái tình trạng rất là khó khăn. Bà Tú Anh chia sẻ thêm, nếu các yêu cầu về hồ sơ tín chấp không thông cảm với doanh nghiệp và lãi suất ở mức trên trời như hiện nay, thì không chỉ nói riêng doanh nghiệp của bà mà các doanh nghiệp nông nghiệp khác, mặc dù có tâm huyết đến đâu thì cũng khó lòng có thể tồn tại được mãi. Thưa quý vị, cho vay tín chấp đã trở nên phổ biến tại các nước phát triển. Tuy nhiên, tại Việt Nam thì hình thức cho vay này vẫn còn nhiều khó khăn đối với các ngân hàng thương mại và cả doanh nghiệp, bởi giữa ngân hàng và doanh nghiệp vẫn chưa có sự tin tưởng nhau để vay tín chấp đi vào thực tiễn. Đây cũng được nhận định là rào cản chính trong cho vay tín chấp hiện nay giữa doanh nghiệp và ngân hàng. Doanh nghiệp này đã từng tiếp cận hình thức vay tín chấp nhưng vẫn chưa được chấp thuận. Theo đại diện doanh nghiệp chia sẻ thì phía ngân hàng yêu cầu vô số các điều kiện như dòng tiền ổn định, phương án kinh doanh khả thi, không có nợ xấu để tạo được sự tin tưởng của ngân hàng. Tuy nhiên, để đáp ứng được những điều kiện này là vô cùng khó khăn đối với doanh nghiệp. Chúng tôi cũng có liên hệ với 1-2 ngân hàng, nhưng mà thấy những cái thủ tục và những cái điều kiện mà của các ngân hàng đặt ra thì cái tính mà an toàn của họ đặt ra quá cao. Và đôi khi những cái họ làm rất là cứng nhắc và làm cho những doanh nghiệp chúng tôi rất là hoang mang, tức là mình không thể mà cái này thật sự nếu mà đủ những cái tiêu chí như thế thì không gọi là tín chấp nữa. Thì nếu mà đã đủ tiêu chí như vậy thì chúng tôi đi vay bằng các phương pháp thông thường là nó còn nhanh hơn. Thực tế cho thấy việc triển khai cho vay tín chấp tại các ngân hàng hiện nay không phải là không có. Tuy nhiên, để có thể cho vay theo kiểu thẩm định, xác định vô tín nhiệm sẽ là việc khó làm ngay. Bởi cơ chế hoạt động cũng như quản trị, kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay vẫn còn khá sơ sài, chưa chứng minh được kế hoạch trả nợ khả thi cho ngân hàng, chưa tạo được niềm tin cho ngân hàng để cấp tín dụng không tài sản đảm bảo. Về phía doanh nghiệp thì là các nhóm doanh nghiệp này được định nghĩa là doanh nghiệp siêu nhỏ. Thì khi mà quy mô họ nhỏ thì sẽ bao gồm những cái này còn là họ mới thành lập, thời gian chưa lâu, hệ thống quản trị doanh nghiệp chưa chuẩn, các cái hệ thống báo cáo tài chính cũng chưa đáp ứng được yêu cầu gọi là chuẩn của Việt Nam quốc tế. Thế cho nên là khi mà họ mang những cái cấu trúc nó khá là đơn sơ, sơ sài như vậy đến tiếp cận ngân hàng thì ngân hàng khá là rụt rè trong cái việc là cho vay vốn. Doanh nghiệp nhỏ vừa thì có những doanh nghiệp chưa phải là phối kết hợp chặt chẽ với cả ngân hàng. Khi xây dựng phương án, đưa ra một phương án để chứng minh được đầu vào, đầu ra và phải đảm bảo thu hồi được vốn, có nghĩa là gì? Phải có lãi. Có nghĩa sản phẩm được xuất ra phải có lãi thì mới có thể đảm bảo trả được ngân hàng cả gốc và lãi. Thì cái này là đáng mà. Các chuyên gia cho biết, nguyên nhân cốt lõi của vấn đề khó tiếp cận vốn ngân hàng là từ mối quan hệ giữa hai chủ thể ngân hàng và doanh nghiệp. Ngân hàng không thiếu vốn, nhưng số lượng các doanh nghiệp tạo được niềm tin với ngân hàng chưa nhiều, trong khi sự minh bạch thông tin của doanh nghiệp còn quá ít ỏi để các ngân hàng cho vay không tài sản đảm bảo. Trong khi ngân hàng cũng là một doanh nghiệp, cũng hoạt động kinh doanh để có lời và giảm thiểu tối đa các rủi ro khi cho vay. Tất cả các vấn đề cho vay, tín chấp hay thế chấp đều dựa vào cái lòng tin giữa ngân hàng và người đi vay. Ngân hàng cho vay với một cái mong muốn là cái số tiền cho vay sẽ được trả lại. Và các doanh nghiệp, người đi vay phải chứng minh cho ngân hàng là họ có khả năng trả nợ. Tuy nhiên, cái sự tin tưởng đó trong rất nhiều trường hợp bị có thể là bị tác động tiêu cực vì nhiều lý do, trong đó có việc kinh doanh của khách hàng không thuận lợi, họ lỗ lã và đi đến cái vấn đề mà mất khả năng trả nợ cho khách hàng. Rồi có nhiều khách hàng cá nhân có những cái hiện tượng tiêu cực, chẳng hạn như dùng vốn vay của ngân hàng sử dụng cho một cái mục đích khác ngoài cái mục đích đã cho ngân hàng biết. Thực tế chưa có một chuẩn cụ thể nào được quy định trong vay tín chấp,
chủ yếu vẫn dựa trên sự tín nhiệm của ngân hàng với người đi vay. Nên dù có chủ trương hay không thì cũng không thể tạo hiệu ứng cho vay ồ ạt được, đặc biệt là doanh nghiệp không được đánh giá và đạt chuẩn thì cửa vay tín chấp sẽ càng vô cùng chặt chẽ. Vì thế, để một chính sách đi vào thực tiễn và có hiệu quả thì còn rất nhiều khó khăn, không phải là vấn đề một sớm một chiều. Rõ ràng vay tín chấp là một hình thức nhanh và thuận lợi cho doanh nghiệp, nhưng doanh nghiệp muốn vay mà lại khó tiếp cận. Vậy kinh nghiệm quốc tế họ giải quyết bài toán này khác với Việt Nam như thế nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự được ghi nhận từ phóng viên VITV. Vay tín chấp là giải pháp không mới và hiện vẫn được các ngân hàng thực hiện như Liên Việt Quốc Banh, Đông Á Banh, MB Banh. Đối tượng để các ngân hàng có thể cho vay theo cách này thường là các doanh nghiệp lớn, uy tín, có sức khỏe tài chính lành mạnh và được kiểm toán độc lập. Chính vì thế, đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các ngân hàng vẫn dè dặt chưa đẩy mạnh cho vay tín chấp bởi chưa thể chứng minh được những tiêu chí trên. Để hình thức này vừa đem lại lợi ích cho doanh nghiệp cũng như giảm thiểu rủi ro cho hệ thống ngân hàng, quan trọng nhất về phía các doanh nghiệp phải có kế hoạch kinh doanh khả thi. Với Việt Nam, theo khảo sát thực tế, doanh nghiệp vẫn luôn phải chứng minh tài sản đảm bảo hoặc thế chấp bằng đất đai, nhà xưởng, máy móc. Nhưng ở một số nước trên thế giới, họ chỉ cần dựa vào con người chính là phẩm chất của lãnh đạo doanh nghiệp và kế hoạch kinh doanh khả thi là có thể cho vay tín chấp. Là chúng ta cũng phải học tập kinh nghiệm của nhiều nước. Ví dụ như là Ireland thì người ta có một cái hiệp hội các cái doanh nghiệp, nhưng mà thực chất để là một công ty tài chính. Họ chuyên đầu tư cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp mà có khả năng xuất khẩu. Tức là ví dụ như một cái doanh nghiệp nào đó có một ý tưởng kinh doanh, thì họ có một cái hội đồng để thẩm định lại cái ý tưởng đấy và xây dựng cái đề án cho họ. Và sau đó rồi thì là chính phủ đầu tư 70%, còn cái người mà có ý tưởng thì với bạn bè của họ là 30%. Thế rồi thì ông sản xuất ra và cái sản phẩm đấy thì sẽ được chính cái công ty tài chính này người ta xuất khẩu, người ta tìm kiếm thị trường ở bên ngoài và người ta xuất khẩu hộ. Và sau một thời gian hoạt động bắt đầu có lãi lớn mạnh rồi thì người ta đưa lên sàn chứng khoán. Và đưa lên sàn chứng khoán thì bắt đầu chính phủ thoái dần vốn của chính phủ ra. Và thông thường là chính phủ bỏ ra 1 thì đến khi đưa lên sàn thoái ra thì được 3, tức là thậm chí là chính phủ còn có lãi. Ngoài ra còn có những quỹ bảo lãnh tín dụng, bảo lãnh cho doanh nghiệp khi tiếp cận vốn ngân hàng với hình thức này. Ở bên Mỹ nó có cái quỹ bảo lãnh tín dụng dưới cái tên là Small Business Administration, tức là SBA. Thì cái cơ quan SBA đó ở bên Mỹ nó gọi là cơ quan tài trợ tiểu thương, Small Business Administration. Thì cái cơ quan tài trợ tiểu thương đó mỗi năm được Quốc hội cấp cho một nguồn vốn. Và họ dùng cái vốn đó để họ bảo lãnh. Thành ra cái vốn của họ rất dồi dào. Và cái SBA đó nó có chi nhánh tại nhiều tiểu bang và tại nhiều quận huyện trên nước Mỹ. Thành ra tôi nghĩ rằng có lẽ chúng ta nên tập trung quỹ bảo lãnh tín dụng tại Hà Nội, rồi quỹ bảo lãnh tín dụng trung ương đó có những cái chi nhánh tại các tỉnh thành, và cái vốn đó là vốn, không phải là vốn của khi mà họ bảo lãnh tín dụng thì không phải là vốn của các quỹ tín dụng nhân dân của các tỉnh, của các địa phương, mà là cái quỹ điều lệ, cái vốn điều lệ của quỹ tín dụng trung ương. Thì chỉ có hoạt động như thế với những cái tiêu chí mà thống nhất giữa trung ương với lại tất cả các chi nhánh của họ. Và những cái tiêu chí đó phải nhẹ nhàng hơn là những cái yêu cầu và những cái chỉ tiêu mà các ngân hàng thương mại áp dụng thì bây giờ mới có thể giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ một cách hiệu quả. Mặc dù vẫn còn nhiều rủi ro khi cho vay tín chấp theo cách thức quản lý dòng tiền, tuy nhiên xu hướng đẩy mạnh cho vay không phụ thuộc vào tài sản đảm bảo là bất động sản sẽ ngày càng phát triển, bởi hiện nay hầu hết các ngân hàng thương mại tại Việt Nam đều đã đưa ra các dịch vụ quản lý dòng tiền cho các doanh nghiệp ở các khối ngành lĩnh vực kinh tế. Vì vậy, cơ hội để minh bạch hóa tài chính ở các doanh nghiệp là khá lớn và khả năng tăng thêm các khoản vay tín chấp ở ngân hàng thương mại như cho vay nhà cung cấp, cho vay nhà phân phối và cho vay dựa trên các khoản phải thu là rất có tiềm năng. Hạn mức cho vay tín chấp đối với nhiều dự án còn khá lớn, lên đến 70-80% tổng vốn đầu tư dự án, nên rủi ro thu nợ đối với các ngân hàng thương mại vẫn khá cao, hay hành lang pháp lý còn nhiều bất cập, vẫn là những lỗ hổng còn tồn đọng trong cho vay tín chấp của doanh nghiệp. Chúng ta cần học hỏi gì từ kinh nghiệm quốc tế trong vấn đề này? Câu chuyện về vay vốn bằng hình thức tín chấp của doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như kinh nghiệm quốc tế trong việc cho vay tín chấp sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật trong những chuyên đề tiếp theo. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
Đến đây thì chuyên đề tạp chí ngân hàng tuần này cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin của Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.